Xin chào mừng quý bà con cùng quý vị khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với bản tin giá sầu riêng được phát trên kênh Cuộc Sống Nhà Nông của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin mới nhất về giá sầu riêng hôm nay. Lần đầu đến với kênh, quý bà con và các bạn đừng quên cho kênh xin một like và một đăng ký. Chúc quý bà con và các bạn cùng quý vị làm việc thật nhiều niềm vui và hiệu quả và luôn ngập tràn tiếng cười trong cuộc sống. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, xuất khẩu nông sản đặc biệt là trái cây sang thị trường Trung Quốc đang trở thành động lực giúp Việt Nam đạt được những kết quả ấn tượng về xuất khẩu. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đã có những chia sẻ về tình hình xuất khẩu thời gian qua và triển vọng trong những tháng cuối năm. Tại thời điểm hiện nay, chúng ta có thể thấy thị trường xuất khẩu chính của rau củ quả Việt Nam là Trung Quốc. Trong thời gian từ năm ngoái đến nay, thị trường Trung Quốc đã chứng ứng bước tiến lớn trong việc mở cửa cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam, ví dụ như sầu riêng và nhiều loại rau củ quả khác đã được xuất khẩu mạnh mẽ. Việt Nam có thế mạnh đặc biệt với trái sầu riêng, và khi thị trường được mở cửa, sản lượng xuất khẩu đã gia tăng đáng kể, đáp ứng nhu cầu của thị trường Trung Quốc. Dự báo từ nay đến cuối năm, mặt hàng này vẫn duy trì được đà tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nông sản là mặt hàng khó bảo quản và có tính mùa vụ cao. Do vậy, những biến động từ thị trường có thể tác động đáng kể đến các hoạt động xuất khẩu. Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này rất cần theo dõi sát sao các yêu cầu của thị trường, cũng như những biến động có thể ảnh hưởng đến việc giao nhận hàng hóa và thông quan để có các biện pháp ứng phó kịp thời. Nhận định về thị trường Trung Quốc, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương nhấn mạnh, thị trường tỷ dân này vẫn là miền đất hứa cho nông sản Việt Nam, không chỉ thuận tiện về giao thông mà thị hiếu của người tiêu dùng Trung Quốc khá gần gũi với người Việt Nam. Nước ta có hơn 1.450 km đường biên giới, gồm đường thủy, đường bộ với Trung Quốc nên có lợi thế về chi phí logistics, yếu tố cạnh tranh rất lớn so với các đối thủ khác. Điều này chính là lợi thế rất lớn để doanh nghiệp Việt chiếm lĩnh thị trường mạnh nhất thế giới này. Ông Hải nhấn mạnh, giá sầu riêng miền Tây, sầu riêng ri 6 loại A 155.000 đến 163.000 đồng một ký, loại B 137.000 đến 145.000 đồng một ký, loại C 65.000 đến 70.000 đồng một ký, sầu riêng Thái loại A 160.000 đến 175.000 đồng một ký, loại B 145.000 đến 155.000 đồng một ký và loại C có mức giá từ 70.000 cho đến 75.000 đồng một ký. Giá sầu riêng miền Đông, sầu riêng ri 6 loại A 145.000 đến 152.000 đồng một ký, loại B 130.000 đến 140.000 đồng một ký, loại C 60.000 đến 65.000 đồng một ký, sầu riêng Thái loại A 155.000 đến 170.000 đồng một ký, loại B 145.000 đến 150.000 đồng một ký, loại C 65.000 đến 75.000 đồng một ký. Giá sầu riêng Tây Nguyên, sầu riêng ri 6 loại A 145.000 đến 155.000 đồng một ký, loại B 135.000 đến 140.000 đồng một ký, loại C 60.000 đến 65.000 đồng một ký, sầu riêng Thái loại A 160.000 đến 175.000 đồng một ký, loại B 145.000 đến 155.000 đồng một ký và loại C có mức giá từ 62.000 cho đến 75.000 đồng một ký. Giá sầu riêng xuất khẩu, sầu riêng ri 6 loại A 152.000 đồng một ký từ 1,8 kg trở lên, loại B 130.000 đồng một ký từ 1,6 kg trở lên, mon thông hạng A 179.000 đồng một ký từ 2,5 kg trở lên và mon thông hạng B 157.000 đồng một ký từ 1,8 kg trở lên. Lý giải về việc giá cau tăng kỷ lục, ông Nguyên cho rằng do vùng trồng cau ở đảo Hải Nam Trung Quốc vừa qua gặp bão nên nguồn cung bị thiếu hụt, cau Việt Nam trở thành nguồn bù đắp. Vừa qua, các thương lái Trung Quốc sang Việt Nam thu mua ồ ạt nên đẩy giá cau tăng vọt. Việc cau tăng giá là do yếu tố thời tiết ở Trung Quốc. Ở thời điểm hiện tại, thương lái Trung Quốc đã bắt đầu rút về nước do không nhận được thêm thông tin từ các nhà máy sản xuất kẹo cau tại Trung Quốc. Điều này khiến thị trường cau Việt Nam trở nên bấp bênh. Chúng ta không nên vì giá cau tăng vọt như thời gian qua mà đổ xô trồng vì nhu cầu của thị trường không nhiều. Như vậy sẽ dẫn tới rủi ro lớn, ông Nguyên khuyến cáo. Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng việc một mặt hàng đột nhiên tăng giá cao, sau đó giảm mạnh không quá lạ đối với mặt hàng xuất khẩu tiểu ngạch. Trước đây, tình trạng này đã xảy ra đối với các sản phẩm như móng trâu, lá điều tươi, giun đất, đĩa, ốc bươu vàng, gây hỗn loạn thị trường và khiến nhiều nông dân Việt Nam rơi vào tình cảnh khốn đốn. Theo ông Cường, cuối năm 2022, giá cau cũng tăng vọt lên 60.000 đồng một ký. Ngay sau đó, loại quả này giảm chỉ còn 3.000 đến 4.000 đồng một ký khi Trung Quốc ngừng thu mua. Trao đổi về câu chuyện cau tăng giá kỷ lục rồi lao dốc, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng giá tăng sau đó giảm mạnh đã thành công thức. Ông nhấn mạnh công thức này lặp đi lặp lại với mặt hàng xuất khẩu tiểu ngạch. Theo đó, cau là mặt hàng có thị trường rất hẹp,
hiện chỉ mới xuất khẩu tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc. Do đó, vài năm nay, cây cau chuyển giá cau tăng cao và rồi giá mạnh cũng đã xảy ra nhiều lần. Cơ quan chức năng, ngành nông nghiệp địa phương cũng đã đưa ra nhiều khuyến cáo với các loại cây trồng. Thế nhưng, nông dân mình mắc bệnh hay quên, nên câu chuyện sau tăng giá là giảm mạnh hay điệp khúc trồng chặt vẫn cứ xảy ra. Thanh long ruột trắng Bình Thuận hàng đẹp về vựa, bò đẹp 11.000, 12.000, 13.000 đồng một ký, tương đương 75, 80 và 90%. Bò sàn 9.000, 10.000, 11.000 đồng một ký, tương đương 75, 80 và 90%. Bò thường có mức giá từ 8.000 đến 9.000 đồng một ký và hàng giạt có mức giá từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Thanh long ruột đỏ Bình Thuận hàng đẹp về vựa có mức giá từ 15.000 đến 16.000 đồng một ký. Thanh long ruột đỏ miền Tây, loại 1 22.000 đồng một ký, loại 2 17.000 đồng một ký, loại 3 12.000 đồng một ký và loại 4 có mức giá là 5.000 đồng một ký. Thanh long ruột trắng miền Tây hàng đẹp có mức giá từ 13.000 đến 15.000 đồng một ký, hàng sàn có mức giá từ 10.000 đến 12.000 đồng một ký và hàng giạt có mức giá là 4.000 đồng một ký. Giá thanh long lên xuống một vài ngàn, tùy thuộc theo từng vựa, tùy thuộc theo từng thương lái, cũng như tùy thuộc vào mẫu mã, chất lượng và hàng hóa của sản phẩm. Xin chân thành cảm ơn quý bà con và các bạn đã cùng lắng nghe bản tin được phát trên kênh Giá Sầu Riêng hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã chia sẻ thông tin cũng như lan tỏa đến tất cả mọi người. Xin hẹn gặp lại quý vị, quý bà con và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.